cô đang làm cái nhà mồ trong ba đây nè. Dạ. Yeah. Nghe cái bà chế bà lộn xuống đây, bà nói trời ơi, thằng Thắng nó đâm bạn thân rồi. Rồi tính là đâm không sao. Rồi đế thứ ba bà mới lộn xuống đây. Bà chế thứ năm chứ bà nói trời ơi, thằng Thắng nó đâm bạn con Quyền rồi. Đó, vậy là bắt đầu là mấy bà họ có sao giờ bà nói không tao không biết chở đi rồi. Vậy là mới chừng nửa tiếng hồ nó nghe nó chở Quyền chết rồi. Đó. Ừ. Là bắt đầu chúng em mới tập trung bỏ ra hết đồ mấy sáng hút đông hút mà tập trung lội lên. Là lúc đó cô có lội đi không? Là lội lên là chở bạn đi rồi. Nhưng mà cái hiện trường lúc đó cô có vô coi không cô? Không, cô không có coi. Không dám vô coi hay là sao? Lúc đó chở đi rồi đâu còn gì đâu mà coi. Dạ, lúc chở đó bà đi hết rồi. Lúc đó cô lại là còn đông không? Người chân còn đông không? Thì cũng ta làm biên bản. Dạ. Mà cô không có để ý. Sao mà ghê vậy trời. Nghe nói nghe ông chồng bà chết thế, nghe nói bà đâm lên đâm vô tim. Dạ. Ở ngoài màng tim là do phổi. Dạ. Đó, nghe ông về ông học. Xe Miệt Thứ kính gửi lời chào thân thương là chúc sức khỏe đến cả nhà. Thưa cả nhà, thì hiện giờ mình đang đứng trên một cái con đường lộ như thế này. Ở đây thuộc khu vực ấp 8, xã Thế Bình, huyện Thế Bình của thành phố Cà Mau với bà cô chú anh chị. Và trong cái đường kinh như thế này là cả nhà, thì cách đây một ngày trước đã xảy ra một cái câu chuyện rất là thương tâm. Đó là một cái người đàn ông ở xóm đó, không biết nguyên nhân vì sao mà lại nhà hỏi mua gà gì đó với bà cô chú anh chị. Và trong khi đó là cũng có mâu thuẫn từ trước và đã ra tay với một người chị có tên là chị Quyền. Thì chị Quyền năm nay 43 tuổi với bà cô chú anh chị. Và hiện giờ mình đang đứng đây để cập nhật thông tin chia sẻ đến cho tất cả với bà cô chú anh chị nha. Thì một lát ở đây mình sẽ đi vào phía bên trong nhà của chị Quyền để cập nhật cũng như chia sẻ câu chuyện này gửi đến cho tất cả với bà cô chú anh chị. Thì mời cả nhà cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết câu chuyện này nhé. Em biết hai gia đình cãi giả gì với nhau rồi. Dạ. Nhưng mà cái thằng mà đâm nè, cái thằng này cũng dữ lắm. Rồi cái thằng con của nhỏ chết đó là nó vẫn giải quyết đập nhẹp sao, bên kia thường 5 triệu. Thường cho thằng Thắng, thằng đâm đó 5 triệu. Rồi cũng mấy năm nay rồi cũng êm rồi, không có gì. Rồi bữa đó không biết sao mà nghe nói nó vụ rồi ngày Thanh Minh đó, nhà 26 bữa mà nhà Quyền cũng lên Minh. Nó qua đó nó hỏi mua gà đá. Rồi thằng chồng con Quyền á, thằng chồng nhỏ chết nó mới nói bữa nay mày say cũng chết mà mua gì, ông muốn mua mà muốn qua mua. Rồi cãi giả nhau nói tới lui. Nó nhào lại quánh thằng đó mới lấy cái ghế nó mới thủ. Cái con Quyền á mới sợ thằng này chụp cái ghế sợ quánh thằng kia đi. Rồi mất công có chuyện nữa. Mới lợi kéo cái ghế ra thì nó đâm, chắc nó định đâm thằng kia chứ không phải đâm Quyền, nhưng mà nó cuối cùng nó đâm Quyền. Tính là tác động cái người chồng đó phải không cô? Ừ, tác động người chồng. Trời ơi. Dạ. Có một dao một. Ủa, nghe nói một dao một hả cô? Xuyên qua phổi vô tới tim luôn. Xuyên qua phổi vô tới tim hả cô? Trời ơi. Dạ. Trời ơi trời. Trời ghê lắm con ơi. Dạ. Cái thằng Lâm này nè, trời ơi là trời, nó ngủ vô nó quậy dữ lắm. Mà hồi bữa đó cô có qua bển không? Cô đâu qua, cô chưa qua. Lát nữa cô mới đi nè. Dạ. Mày mới chôn rồi cô, thì cô đợi liệm rồi cô mới đi, mà ngang qua cô mắc chuyện không đi sao. Vậy là cái chị này mắc hồi nào cô? Mắc hồi ngày hôm kia. Hồi hôm kia ha. Ừ. Dạ. Rồi hồi ngày 26 âm lịch đó. Dạ, cái chị này tên gì hả cô? Tên Quyền. Chị tên Quyền. Ừ, vợ nhỏ chết tên Quyền. À. Ừ. Còn cái người ra tay là tên Thắng ha. Ừ, cái người ra tay tên Thắng. Nghe nói chị Quyền này 43 tuổi không cô? Ừ, cô nghe nó bốn mấy mà cô cũng không biết bốn mấy. Tại vì nó cũng ở hơi xa cô mà cô cũng không có qua lợi, thành ra cô cũng không có gành. Cô có bà con không? Không, ở xóm làng rồi con. Ờ, cũng như ở xóm nha. Con Quyền nó thì nhà nó bên Đồng Xảy á, còn chồng nó thì người miền Bắc. Cũng có thường xuyên gặp chị Quyền ha? Không, cô ít có gặp lắm. Chừng ra có đi đám tiệc cô mới gặp thôi. Vậy là lúc con nghe chia sẻ là lúc đó là cái chú Thắng này lại nè. Là cái chị Quyền đã ăn cơm không cô? Ờ, đang ăn cơm. Cầm cái tô cơm. Ừ, ăn cơm bị gì bữa cúng Thanh Minh á. Dạ. Cả nhà đang ăn cơm rồi có luôn cả có mấy thằng nó làm công trình, con Quyền nó phun cho mấy thằng nó ăn nó ở đó đó mà. Vậy là chị Quyền này nấu cơm đặng giống như là mình bán cho công trình ha. Ừ, cũng như nấu cơm cho công trình, một ngày nhiêu vậy đó, một thằng ăn một buổi là bao nhiêu tiền vậy đó. Dạ. Trời ơi là trời, con ơi nghe nói nghe thất thanh luôn con ơi trời. Nghe nói ớn như trời. Có chút xíu chuyện gì mà rồi nhắm ngay con, người ta chết rồi nó sống không? Dạ. Cái thằng Thắng thì nó đậu ngay cô thì
ở xa cô không biết rồi, cô nghe khúc chồng ta nói nó thì nó ngủ quậy dữ lắm, nhưng mà điều nói ra nhà cô thì nó nói chuyện rất là hiền từ, nào giờ nó ra nhà cô hoài à. Dạ. Nhưng mà cô đâu có biết cái lý lịch của nó chồng dữ gì đâu. Vậy là lúc mà cái chú Thắng này qua đó là có lúc đó có nhậu chưa? Say dữ lắm rồi. Say hả? Ừ, say. Say mà dám cầm hung khí qua nhà luôn. Đem cái dao theo trong người á. Đem cái dao theo trong người. Trời ơi, mà nghe nói sao mà tịch sao mà có con dao mà ra đi. Đấy, con lấy có con dao mà chết người, con thấy ghê không? Dạ. Bây giờ không biết sao nói nữa. Con ơi, bây giờ thời giờ cô cũng không hiểu nữa. Dạ. Chứ theo cái chuyện gì có giá đáng gì đâu mà. Dạ. Vậy là chị Quyền này mất hồi hôm kia. Ừ, ngày 26 âm lịch á, bữa nay 28 rồi nè. À, ngày 26. Ừ. Vậy là ngày mai mới. Mai, mai có nghe nói mấy giờ không cô? Cô không biết, cô chỉ nghe nói ngày mai chưa. Dạ. Ờ. Cô chăm thủ vô, cô đi vuông, cô mới vô rồi cô bán tôm bán cua rồi đâm cô đi vô chổng. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nghe, để con chạy vô chổng con sao. Ờ, con đi vô chổng đi. Dạ con dạ. Chạy là bỏ cống rồi lặn ấy, có cái đường vô. Vô tới nó cái có dốc cầu. Qua dốc cầu rồi con quẹo rồi xuống lại lắm chút xíu đó. Dạ. Dạ. Chị cho em hỏi đường vô nhà của cái chị mới mất đó là đi đường nào vậy? Ờ, đi qua cầu phải không? Dạ. Có đường hẻm vô mà. Mà mình không có đi qua cầu hả cô? Không, mà có cái đường mình chạy vô phải không? Đi lên qua cái cầu. Dạ. Đi xíu à? Ngay chỗ sửa xe đó, anh Quẹo có rồi, cái đường quẹo vô chổng gặp cái cầu. Anh mới chạy qua cái cầu. Cái cầu đây rồi qua. Cái cầu cái đi vô chổng là quẹo phải. Dạ. Có cái cầu quẹo phải. Ủa nghe nói sao mà ớn dữ vậy trời. Không biết ha. Xích mít. Nghe nói cũng xích mít đâu hồi năm rồi á, mà năm nay mới sửa. Chưa, em có thấy đâu. Chị có clip không? Cũng nghe nói đăng à chứ không biết nữa. Nó đăng rồi đó. Ủa nghe nói đăng rồi hả? Sao em chưa thấy ta? Kêu xóa hả vậy? Đâu có đâu. Không, ý là hỏi cái ai xóa gì người ta đăng mẹ chơi người xóa gì nữa. Ủa là đăng trên Facebook hả chị? Không biết nữa, hồi tối nghe điện anh bà. Ê, hồi nãy cũng nghe bà cô đăng đó. Cô nói là đăng bà thấy ngay trên mạng rồi đó. Vô trên Facebook sao cho em không thấy ta? Hay là vô YouTube đó. Không, YouTube chưa có ai chia sẻ đâu. YouTube chưa quay mà sao có được? Không có. Không có mấy người khác. Quay. YouTube chưa quay thôi. Hay là người dân mình đăng không ai vô chổng mấy? Sợ lúc đó người dân đăng á. Không, nghĩ là chắc dân quay rồi đó.
Ủa sao hồi nãy nghe cái chú kia nói là khi mà qua là mấy anh công trình nó nằm nó đông lắm mà. Camera thì ở nhà 4 người với ông đó, ông Tâm nói với ông đi chung với ông Tâm. Vậy là qua lúc qua là cái chị này ta ăn cơm. Nghe nói ta ăn cơm trưa. Còn cầm cái tô cơm mà. Trời sao xỉn mà qua làm gì lúc đó trời. Bởi vì mới nói phải không xỉn. Nói như anh với mới nói như mình thì làm gì có chuyện xảy ra. Ủa mà cái chuyện nó xảy ra cũng nghe nói mấy năm rồi mà sao mà. Nhưng mà xích mít cũng lâu rồi, mấy lần. Dạ. Bữa nay sao mà nhậu vô nhớ là sao đó mà giống như cũng muốn tới số cái gì rồi. Phải không chị? Chứ đáng lẽ nếu mà xảy ra khoảng mà tháng 2 tháng trước á. Ông ý định ông đâm ông chồng đó. À. Chồng chứ không có đâm bà vợ. Mà tại ông chồng sụt lại ngoài sau. Dạ. Đứng ngoài trước là ông đâm trời. Giống như thấy qua cự rồi cái người phụ nữ lúc nào ta cũng ra người ta cãi ha. Đàn ông thì đâu có nhắc. Nên phụ nữ ra. Là phụ nữ mà. Mình phụ nữ sao mà đặc biệt có một cái là xui sao mà tác động con dao một. Đúng rồi, ông trời có con dao mà ổng cũng nhào tới nữa đó. Nhưng dạ. Không có đâm được ai nữa. Rồi nghe nói lúc đó là cái người con trai của chị là chạy ra. Có chạy ra. Ờ. Chạy ra người con. Rồi trời. Nhưng nó cũng có tác động lắm mà người con trai cũng có lúc đó cũng có tác động lắm mà phải không? Ớn trời. Ở sớm mà nghe còn hết hồn. Đang ngồi chơi với cái ông Quy điện cho mẹ nó nói mẹ ơi. Ông Thắng ông đâm vợ ông Thắng chết. Cái gì? Nó chạy ra đi chuyện gia đình ta. Vậy là lúc đó là mấy giờ chị? Lúc đó mấy giờ? Chắc khi chưa xế. Rồi nó không chạy ông giữa sợ mà 2 giờ đó. Anh bảo lại là ngồi giờ. Chắc cỡ 12 giờ. Lúc đó là điện cho lực lượng chức năng chạy vô luôn. Ta lại rồi. Vậy sao mau vậy? Lúc mình biết là ta công an lại rồi. Xã rồi. Trời mới chút xíu mà là anh Hòa Hòa còn bản là ta điện giống đâu 20 cuộc. Mà tới Thứ Bình là biết hay dữ vậy chỉ. Cái đó là có chở đi cấp cứu vào hay là gục tại chỗ luôn? Nghe nói là chở ra tới ngoài lộ này mới chết. À, rồi mới chở ngược về. Chở ngoài luôn ha. Mỗi tỉnh thì vô đâu mới chết chứ. À. Quá gì ghê luôn. Vô đó đi đâu, dễ vậy. Ngồi nhà ngoại nhóc luôn đó mà đâu ai dám đi coi đâu. Rồi tới chiều. Hả? Ê vậy chứ có con nhỏ nào tà lanh tà lẹt. Nhưng mà vô đó. Đâu cho mình vô, công an đâu cho mình tà lanh tà lẹt đi vô coi xỉu tại chỗ. Xỉu hả? Xỉu. Chắc lúc đó chắc máu dữ lắm hả? Coi cho xỉu vô đó. Vợ Linh nào đó, vợ như Linh nào đó. Cũng Linh nữa đó. Linh đó lên coi chừng vợ mày đó nè. Phải nội. Có chạy vô không? Vợ không. Có chạy vô không? Không. Vậy lúc đó chắc thời điểm đó chắc người dân ta lại súng là đó chắc đông dữ lắm ha. Hả? Nói chung là sớm bà tám đó. Chỉ có nhà bên đây là không có đi coi thôi đó. Là hơi xa đó. Đâu có. Đâu có sáng bờ anh chồng còn ngủ đi, người ta không đi đó trời. Lúc đó là mấy em ở trong nhà ngoại á. Chơi trong nhà ngoại nguyên nhà chẳng mấy người Vi nó mới điện rồi cũng không ai coi. Để lâu lâu có vụ qua bển coi thử làm sao. Lâu dữ rồi đó. Lúc đó ẩu đả rồi ổng vừa đại cái gì. Ăn cơm mà ông đó ông một chồng của bà. Ở nên gọi bà đó có mấy sữa mới làm chồng bà. Không có vừa. Bởi vậy người ta chồng bà chạy vòng vòng con chú gì đó. Cái lúc camera thì cái lúc đâm đó là không có thăm rồi còn ngồi nữa bà đó không có ăn cắp cái đâm rồi nữa có cầm tay đâm mấy cô mai nói ông chồng ông đó ngược ông chồng à cái chú Thắng này ha. Chú Thắng này là ngược ở ngoài vuông rồi chắc ngược chắc chạy vòng vô nhà luôn á. Cái lúc đó, không có được đó. À. Ngồi ổng ghế vậy đó. Rồi, đây, mình nè.
đi đi chơi mai chứ còn thật thì chị đủ. Này chị hết thật à? Còn đấy chứ, tại vô mua. Nó bụng này nằm vô bây giờ đâm được. Rồi bữa đó là chú ở đó luôn hả chú Sáu? Ừ. Hả? Ừ. Rồi chú chứng kiến luôn. Ừ, đứng đấy mà. Vậy là chú lại đó chơi là như thế nào? Đi chung thằng kia. Đi chung với cái anh Thắng hả? Ừ. Rồi sao chú không can lúc đó ông say rượu với chưa? Ông. Bữa đó đi về trễ, không ai. Chơi chơi chú Sáu. Tới hồi 11 giờ mấy hay gì mà tôi đi về tới 3 giờ mấy. Ủa sao con nghe nói là qua là lúc 1 giờ gì mà chú Sáu? Không biết. Bị lúc đó về nghe thật lễ thôi nghe mấy con ăn nghe. Là ai chích cái camera chú Sáu? Cái camera của nhà thằng thân đó, mấy con ăn á. Là chích camera là thấy ha. Ừ. Thằng này có qua với thằng kia nữa, nó chào vô một cục. Thằng kia ngồi ghế, nó ngồi ghế rồi. Lúc đó thì nó chích ra thì nói chuyện chưa nghe. Ở trong căn nhà ông Quyền nó đi ra, Quyền là ngồi chết đó. Dạ. Chích camera đó nha. Yeah. Đi ra rồi cái là cũng chỉ chỗ nói chuyện qua lại, cũng như cãi nhau vậy đó. Cãi nhau rồi cái thằng con Quyền nó thấy nó trội. Nó trội cái gì, cái tô, cái chén này không biết nó cầm cái gì nó trội. Chắc con nghe nói là cầm cái tô ăn cơm vậy á. Dạ. Nó chích trong camera thôi chứ. Dạ. Nhưng có camera đó, con ăn cũng dễ làm việc rồi. Rồi lúc đó là nhào vô luôn hả chú Sáu? Không, lúc đó nó trội, cái thằng kia nó nhào lại. Cái kích chân camera đó. Thằng người đi chung đó, đúng rồi, bỏ xanh xanh. Thấy nó can không à? Thằng đó mình muốn chụp chích cho qua ra mình coi thấy nó can không à? Dạ. Thằng bỏ xanh xanh. Vậy là nếu mà có camera là thời điểm đó là trên camera nó có hiện thị thời gian. Đúng rồi, có chứ, tại mình không có được thời gian. Dạ. Nếu mà cái cỡ 11 giờ mắc là nếu mà qua là cỡ 9 giờ mấy 10 giờ sáng mới có hả chú Sáu hả? Không bắt đâu, 11 giờ mấy rồi mà. 11 giờ mấy hả? Ừ. Vậy là qua trên lại tới nhau chừng có nửa tiếng vậy trời. Hả? À, nó qua chú Kiểu nó quất luôn hả chứ. Vậy hả? Ừ. Qua cả lại là quất luôn. Ừ. Nhanh tao lại tới giờ, nhanh hơn đó. Quất rồi. Con giò cái con té đó. Dạ. Để nó cho ông hỏi nhiều chuyện để làm nhiều chuyện. Rồi lúc đó là chú Sáu qua là chú Sáu thấy cái hiện trường như thế nào chú Sáu? Lúc đó tôi lại là 3 giờ mấy làm hiện trường gần xong rồi. Còn vết máu gì không? Còn mấy vết máu. Vậy là ở ngay chỗ hàng ba trước nhà hay là sao chứ? Không, tập lợi đúng rồi. Nó qua hàng ba mà cái quán nó cất chùm luôn cái lộ. Đúng không? À, chùm qua cái mặt lộ ha. Vậy là cái lỗ đai cũng nhỏ ha chú Sáu? Nó đâm nó chùm qua vậy. Nó cũng đơn giản đó, còn nhiều người ở đó lắm mà. Vậy là ra tay là ở trước cửa nhà? Là trước cái quán. À, trước cái quán. Trong cái đường này luôn hả cô? Ủa? Vậy hả? Còn nghe nói sao dữ vậy cô với chú? Cái thằng kia nó đâm gì đó. Trời ơi, vậy là... Cái thằng kế bên nhà kế. Kế bên nhà luôn? Xảy ra lâu chưa vậy cô? Nghe cái vụ đó là hồi năm ngoái năm kia gì đó, cũng cười lực rồi. Thì bắt tay trên hòa rồi. Dạ. Thì sao tự nhiên nó ôm Thanh Minh á, nó chạy qua thì sao, nó kiếm chuyện không biết sao mà nó đâm vậy đó. Trời ơi, hồi ngay bữa Thanh Minh luôn. Ngay bữa mùng 6 rồi. Ngay hôm mùng 6 luôn đó. Ngay bữa mùng 6 Thanh Minh luôn hả chú? 26. Trời ơi trời. Ngay hôm 26. Rồi cái câu chuyện là lúc đó là mấy giờ vậy cô? Cô không biết bao giờ không? Ngay kiểu lúc đó 11 giờ, nếu mà chở ngang lên nhà mình là 11 giờ hả anh nhạc? Ừ. Nếu chở bà đi là lúc 11 giờ. Chở ngang nhà cô là lúc 11 giờ. Ờ, chắc cỡ 11 giờ. 11 giờ trưa? Ừ. Lúc đó xảy ra chắc cỡ 10 giờ rưỡi quá cô. Chắc dữ à. Ơi trời, lúc chở gan là chở bằng xe hả cô? Không biết ai chở, cô không gần không biết nữa. Thì nghe ra mà bà chế đằng này bà đi. Công trình đó chứ ổng chở gan mà. À vậy là cái cô này là ngồi ngay giữa. Ừ. Lúc đó còn ngồi hay là nằm mà cô? Cô không gần không biết. Ngồi chở đây ra mày. Ngoài này nó lấy xe uống bánh là chở đi cấp cứu ha. Ừ. Chở ra chưa tới bệnh viện chết rồi. Trời, cô đang làm cái nhà mồ trong ba đây nè. Dạ. Với nghe cái bà chế bà lộn xuống đây bà nói trời thằng Thắng nó đâm vợ Thinh rồi. Rồi tính là đâm không sao. Ủa vậy là chồng là tên Thăng hả? Ông Thinh. Còn vợ thì tên bà Quyền. Vợ tên Quyền. Còn cái thằng đâm là thằng Thắng. Dạ. Là cái bà chế bà phía dưới này rồi chế thứ ba bà mới lộn xuống đây.
bà chứ thứ năm chứ ừ bà nói trời ơi thằng Thắng nó đâm con Quyền rồi đó. Vậy là bắt đầu là mấy bà họ có sao không trời, bà nói không, tao không biết chở đi rồi. Vậy là mới chừng nửa tiếng hồ đó nghe nó con Quyền chết rồi đó. Ừ, là bắt đầu chúng em mới tập trung bỏ hết đồ mấy sáng múc đăng múc mà tập trung lội lên. Là lúc đó cô có lội đi không? Là lội lên là chở bà đi rồi. Nhưng mà cái hiện trường lúc đó cô có vô coi không cô? Không, cô không có coi. Không dám vô coi hay là sao? Lúc đó chở đi rồi đâu còn gì đâu mà coi. Dạ, lúc chở đó, bà đi hết rồi. Lúc đó cô lại là còn đông không, người chân còn đông không? Thì cũng người ta lại người ta lập biên bản đó. Dạ. Mà cô không có để ý. Sao mà ghê vậy trời. Nghe nói nghe ông chồng bà chết ấy, nghe nói là đâm lên đâm vô tim. Dạ. Ở ngoài màng tim. Là vô phổi. Dạ. Đó, nghe ông bà ông học. Ừ. Mà sao có con dao mà hả cô? Cô không gần nữa, cái vụ đó nó cô không ở đó, cô không biết nữa, thì nghe là học vậy thôi. Từ đây lại đằng nhà của chị Quyền là có khoảng mấy căn nhà nó đụng hay cô ha? Lại đây có mình ơn nhà bà là đám ma lên nhà bà đó. Dạ. Ừ. Ghê trời. Thằng đấy nó bắt đi rồi. Ừ. Sao mà qua sao xích mít mấy năm trước rồi mà người hiện giờ nghe qua. Nó hồi năm ngoái. Dạ. Năm ngoái cũng có cự lượng rồi. Dạ. Bắt tay rồi và này kia rồi. Thì sao tự nhiên nó khùng điên nó qua kiếm chuyện người ta vậy. Dạ. Ừ như trời ghê quá cô ha. Bởi vì trong cái đường kinh này cô nghe vậy cô có sợ không cô? Có gì mà sợ. Dạ, mình cũng không có mình gì. Mình có làm gì người ta đâu mình sợ. Dạ. Hãy như mình làm cái gì thì mình còn sợ. Dạ. Để con chạy lại đẳng coi coi như thế nào. Chứ thằng nghe cái vụ này ghê quá cô ha. À, cô có coi camera quay lại không cô? Không, cô không có coi. Ừ. Lúc đó tại ở nhà Thanh Minh là người nhà cục không có đi lại. Dạ, có. Vậy là cái chị này là tên Quyền. Ừ. 43 tuổi. Ừ, 43. Còn chồng là tên Thăng. Ừ. Còn thằng con của thằng con thứ hai ông ấy là thằng Hiếu Nhân. Dạ. Còn tên thằng con nhỏ thứ gái á, con nhỏ gái thứ ba là tên con Lam. Là có hai đứa con. Ba đứa, còn thằng cu mới tên thằng gì nó không? À, còn thằng cháu Út nữa. Thằng cháu Út nhỏ, chắc 10 tuổi là 11 tuổi. À. À nhỏ. Nhưng cái người ra tay là tên Thắng. Ừ, Thắng. Có nghe nói nhiêu tuổi không cô? Thằng đó chắc phải 50 năm mấy. À, 50 mấy, 60 ha. Chắc dạ. Năm mấy thôi chứ không được 60 đâu. À, nhưng mà cái người hung thủ này ra tay là giống như là hàng ngày cứ nhậu nhẹt vậy hả cô? Thì nó cũng nhậu hoài mà, ngày nào nó không nhậu. Ở sớm có quậy quạng gì không? Không, ở sớm thì nó ngay không có nhậu nhẹt gì chứ, không có quậy quạng gì chứ. Ừ. Ừ. Đó, dạ. Rồi con cảm ơn cô nghe để con chạy lại đẳng thế này. Như ở đây là mình địa chỉ nào cô? Ấp 8 phải không? Xã Thới Bình. Dạ, ấp 8 xã Thới Bình. Dạ, con cảm ơn cô nha. Để con chạy lại đẳng này. Thôi mà cô chú anh chị thì để mình chạy lại đẳng mình chia sẻ tiếp cho cả nhà xem nha. Ở trong cái đường kinh này mà xảy ra cái vụ việc này là người dân xôn xao hết chứ. Trong cái đường này nè cả nhà, chạy lại đẳng chút là thì mình chạy thẳng lại đẳng chút là. Dạ dạ, rồi con cảm ơn nha. Dạ dạ. Thưa quý bà cô chú anh chị thì đây là nhà của chị Quyền nha. Thì câu chuyện xảy ra hồi bữa trước cả nhà. Đó là một người đàn ông ở xóm xích mích với nhà mấy năm trước rồi cả nhà. Qua đây và giống như là kiếm tìm chồng của chị Quyền, nhưng mà thật sự là tìm là chồng chị Quyền đứng ở trong nhà mà cái người thanh niên này lại giống như là xuống tay với lại chị luôn cả nhà. Nghe nó rất ghê, mà nghe nói cái camera ở nhà của chị quay lại rất là ghê luôn cả nhà. Ở đây là cái ngôi nhà của chị Quyền hiện giờ đang làm đám ở trống cả nhà. Rồi bởi mình chia sẻ ở phía bên kia là chị Quyền nấu cơm cho công trình ăn cả nhà. Nấu cơm cho công trình ăn. Và xuống tay nghe nói chỉ có một nhát định mệnh thôi cả nhà. Chị ra đi mãi mãi luôn. Đây là nhà của chị nha. Thì để mình và bên đó một lát nữa mình vô mình hỏi chia sẻ được thì mình chia sẻ, còn không thì mình hỏi những cô chú người dân ở xóm để chia sẻ nha. Thì đầu tiên là mình hỏi người dân ở xóm trước nha, cũng biết mà cô chú anh chị. Thì mời cả nhà cùng với chơi một thứ cập nhật thông tin này cũng như là chia sẻ câu chuyện này gửi đến cho tất cả mọi người nha. Thì đó là xa xa kia là nhà của chị đó, cũng biết mà cô chú anh chị đang làm đám nha, cũng biết mà cô chú anh chị. Rất là ghê luôn, một câu chuyện xảy ra trong một cái vùng quê này. Ừ, nguyên bà cô chú anh chị.